xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở trong cái khu chợ Tết của quận 9. Chợ Tết Canh Tý năm 2020, ảnh nằm ở trên đường Lê Văn Việt mọi người. Ok, mình sẽ qua đây quay cho mọi người xem trong đây có gì nha. Quay lại cho mọi người xem là ở đây có cái này quá trời to luôn. Quá đẹp luôn. Hả? Cái là bao nhiêu? Cái này mấy chục năm là có giá này. Cái này hỏi là cái này là 500. Cái này mới về hôm qua. Còn cái này giá. Cái này mới về. Mới về luôn hả? Mới về tối hôm qua thôi. Ở đâu vậy? Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Ủa có vừa Đồng Nai hả? Lúc này mai này là ở miền Trung, ở miền Trung người ta trồng nhiều hơn ấy chứ. À, dạ. Cái này nó 50 triệu. À, cái này 500. Còn bên trong là nếu hoa mới về đấy, có giá quyết định giá là vài trăm. Vài trăm. Dạ. Quay đi giải bán. Dạ dạ dạ. Đây 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 đây. 280 triệu rồi. 280 triệu. À. Ở đây coi. Cây này chưa có giá. Ồ, đẹp quá ta. Ở đây ngay chỗ là nhà văn hóa thanh niên quận, nhà văn hóa quận 9 mọi người. Đây dáng rất là đẹp nè, nhưng mà ở đây không chưa thấy là kia. Đây mới giá, bên kia là 500 triệu mọi người. Ồ. Okay. Đi chơi ở quận 9, đi đây ở quận 9 mà thấy cái khu chợ Tết này vui quá. Để quay cho mọi người xem. Đây, cái này đã tạo thế rồi đó. Dạ. Cái này đã tạo thế. Dạ, cái này là phải anh biết ra cái này chắc là nghệ nhân họ làm cũng mất thời gian lắm rồi. Quên sai mà. Ở vườn nó không như này đâu. Dạ dạ dạ. Cái nào nghệ nhân tạo thế. Có thể là đây là một tác phẩm của một cái nhà, một cái nghệ nhân nào đó. Đó. Họ đem ra là có lẽ là đấu giá làm gì đó, làm từ thiện cũng có nữa. Người ta tạo dáng hết rồi. Dạ dạ. Nó không có dáng gì. Điện đi. Dạ. Vui vẻ hả? Tôi mới đem. Cái này mới đem, mới đem. Đến là 30 Tết rồi mà. 30 Tết rồi. Dạ dạ. Đây cũng toán. Dạ dạ. Ok. Nếu quay nắp cho mọi người xem cái khung này nè. Cái này cũng quá đẹp luôn mọi người. Đây cái này là 500. Ok. Đây phía bên trong có cái cây mai gọi là hai cây mai siêu to khổng lồ này. Cây này cũng rất là đẹp, rất là to nha mọi người. Nó to ngang ngửa với cái cây ở phía trong Vinhome Grand Park mọi người, to lắm. Cây này như tiền anh? Hả? 500 hả? Trăm tuổi chưa? Bao nhiêu năm rồi? 60 năm. 500. Sáu chục tuổi. Ồ, đây cũng có mấy cây to nữa mọi người. Cái này dáng rất là đẹp nha. Ok, đi vô đây coi. Mai này wow. Lan. Đây là trong cái khuôn viên của chợ Tết. Chợ Tết quận 9. Có khu chợ hoa này nha mọi người. Lan Hồ Điệp.
Hai nhiêu chậu vậy? Dạ. Nhiêu chậu vậy? 150 một cành. 750 một chậu này. 750 một chậu đó. Vâng ạ. Trong kêu vậy hả? Trong kêu thế. Có loại 6 cành, có loại 7 cành. À, hôm nay điệp đây. Chậu 3 chậu này. Chậu 3 hả? Ok, ở thăm. Phía bên đây có ẩm thực đó mọi người ơi, đã chưa? Kia cũng có cái gian hàng mai kìa mọi người, mai nhỏ thôi à, mai lớn. Và đây cúc kìa. Hoa cúc, hoa cúc. Xuân đã về rồi. Ở phía bên kia trong là nhà thiếu nhi quận 9 đang có chương trình ca nhạc. Wow. Ok rồi. Nhiêu ca vậy? Hả? Nhiêu? Bác gì hả? Phim hoa tết à, chúc anh ăn tết vui vẻ nha. Ô, cảm ơn người đẹp. Dạ. Như chậu ta đây là cái chỗ nhà văn hóa quận chín nha mọi người. Bên kia bán đồ quần áo quá trời kìa, giá quá. Ok, đảo cho một vòng cho mọi người xem bông hoa tour chợ Tết ở quận 9. Không khí Tết của chúng ta đã trải rất rộng các cái chợ ở Sài Gòn luôn. Mọi người ơi, ở đây, xá xị đi. Xá xị nè, trước mình có quay xá xị mọi người. Xá xị nè, 10.000 bịch, nó đuổi muỗi nhưng mà thực ra là nó không có đuổi muỗi được nhiều nha mọi người. Cưới 10.000. Cưới mũi, đứa mũi. Cưới mũi, đứa kiến. Cúc. Đẹp ơi là đẹp, đẹp ơi là đẹp. Rồi. 15.000. Chưa. Sắp vô 15.000. Wow. Kéo tới 15.000. Cúc, trời ơi, siêu to không lột kìa. Cúc nhanh bệnh rồi. Cao ghê chứ bộ, cao lắm mọi người ơi. Cúc nhiêu chậu anh? Nhiều anh. Cũng to đó. 6 triệu một cặp. 6 triệu một cặp hả? Ôi. Ok. 6 triệu một cặp như là 3 triệu một chậu như này mọi người. Wow. Hoa trang nè. Dữ quá mọi người ơi. Đây cũng là một chỗ bán cái này để là đuổi muỗi, đuổi ruồi nè mọi người. Giá sỉ chỉ có 10.000. Thơm. Chỉ có 10.000 một túi thơm xả xỉ giúp xua đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi, kiến và gián. Với hương thơm tự nhiên của cây xả xỉ mà không phải một loại hóa chất độc hại nào, giá sốc chỉ có 10.000 một túi thơm xả xỉ. Ngoài ra còn có thể chữa bệnh, giúp thư thái tinh thần, xua đuổi tà khí. Nên để túi thơm xả xỉ trong phòng ngủ, tủ quần áo, sợ có tác dụng á, nhà bếp, nhà vệ sinh, xe hơi, cấp xe máy để kiểu như. Ok, đây thì nó thấp hơn này. Phía bên kia là cái cúc cao siêu to khổng lồ luôn rồi, quá đắt luôn. Ở đây bông còn nhỏ hơn, còn thấp hơn này. Đẹp chưa? Wow.
ok, mình bất ngờ luôn các bạn. Cái cây cúc siêu to khổng lồ là 3 triệu một chậu vậy mọi người. Cái thị trường hoa hôm nay khá là đa dạng mọi người, bao hoa đấy. Các bạn thọ, cúc, những hoa truyền thống mọi người đấy. Cái khu chợ này nó cũng ngắn thôi à. Đỡ đảo lại mình quên. Phía bên này thì họ quay à. Đồ này là đồ giống như handmade đó mọi người, đó là miền Tây á, được không? Rồi phía bên này là cái gian hàng ẩm thực nè, sinh tố, sầu riêng, má các loại trái cây. Mình đoán được nhất là hai cái cây mai siêu to khổng lồ 500 triệu nha mọi người, với lại là cái cúc quá đắt luôn, 6 triệu một cặp. Wow. Nhiều quá. Mọi người không khí ở quận 9 thế nào? Các chỗ của bạn ở như thế nào? Ở hàng thế đang. Ấn tượng nhất là cái chỗ mà bán cúc là 10 cúc. Quá là to luôn nè. 6 triệu một cặp. Ồ, đây nó tôm rồi không? Woohoo! Chậu to cao. 3 triệu một cặp như vậy. Bất ngờ luôn. Nè chị Nam, mua về mà chăm sóc da cho đẹp cho thơm nha. Cái này bán quần áo bóp, đồ da nịt, đồ gối. Chợ nó nhưng mà chợ ở đây cũng bình dân cho mọi người đến thì mọi người. Vui quá. Ở thường thì đến cuối năm thì mọi người đều muốn cái gì đó mới mẻ, nên là thường hay đi mua sắm. Và nhà giàu thì mua kiểu khác, nhà nghèo thì mua kiểu khác. Liệu cơm mà gấp mắm nha mọi người. Mình nghĩ năm nay là học sinh nghỉ rất là nhiều luôn, nghỉ tới 14 15 ngày luôn mọi người. Ở trong này thì có người thấy không? Nội thất nè. Ok. Nếu ở trong này thì có biểu diễn văn nghệ. Trong này biểu diễn nghệ nhà đi nhiều quận chính. Đường văn nghệ. Okay.